Sau đây công ty cân tử Việt Nhật xin giới thiệu dòng cân tỷ trọng HT224. Đây là dòng cân phân tích, phòng thí nghiệm dành cho các tiệm vàng, các phòng lab hoặc là các cơ sở thí nghiệm giống như các cơ quan nhà nước. Đây là một cái cân 4 số lẻ. Thì trước tiên để lắp cái cân này thì các bạn có thể thấy đây là cái đĩa cân. Bên dưới cái đĩa cân chúng ta thấy ở đây có một cái hình chữ X thôi. Các bạn có thể gắn vào bên trong, các bạn nhận vừa tay. Rồi, các bạn dặn có khi nào thấy cảm vừa tay thì có thể các bạn có thể là đặt sau đó các bạn đẩy cái nắp cân này lại, các bạn có thể thấy cái nắp cân này rồi sau đó chúng ta kiểm tra cái lồng kính gió xung quanh, đặc biệt các phòng cân này là sử dụng cho phòng lạnh các bạn. Chúng ta sẽ khởi động phím nguồn, các bạn để ổn định cân lên. Đây là cân 4 số lẻ. Sau đây tôi sẽ gắn cái bộ tỷ trọng cân vào bên trong. Ở đây các bạn có thể thấy cái bộ tỷ trọng cân. Đây là thiết bị, đây gọi là cái bộ kit dành cho khách hàng cân tỷ trọng khô và nước. Đây là sản phẩm tôi có để trên này. Giờ tôi sẽ lắp ráp vào. Các bạn có thể xem. Thì để lắp cái bộ kit này thì cái đĩa cân này chúng ta không thể dùng được ở đây, chúng ta tháo để nó ra ngoài. Khi các bạn lấy cái đĩa cân này ra thì cân sẽ báo là error. Rồi các bạn tháo luôn cái này ra. Cái trường hợp này chỉ dành cho cân khối lượng thôi, còn khi cân tỷ trọng các bạn có thể tháo cái này ra. Rồi và để bên ngoài. Đây là một cái khung. Các bạn có thể thấy cái khung này, ở bên này nó có một chút dặn. Các bạn có thể dặn là vào cái vị trí này. Rồi. Thì bây giờ con thấy trọng rồi. Đây các bạn có thể thấy đây là một cái chậu ba. Cái chậu ba này các bạn có thể đặt ở khu vực này. Các bạn có thể đặt lên trên cân. Thì các bạn đặt cái tấm này thì nó bên nằm bên ngoài, nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái khối lượng của cân cả. Rồi. Sau đó các bạn có thể đặt cái chén nước này, đặc biệt nước ở đây tôi sẽ thử là bằng, các bạn có thể mua nước cất ha các bạn ha, vì nước cất là cái nước đủ tiêu chuẩn để chúng ta bỏ cái vật để thử tỷ trọng. Đây là đây cái này. Đây là một cái lưới bạc rất quan trọng, chúng ta sẽ bỏ lên trên này. Rồi. Bỏ vào ở này thì nó sẽ có các hộp level để nha, chúng ta đặt ở trên cân và chúng ta để thử nước này, chúng ta sẽ đổ vào. Ngoài ra bên cạnh chúng ta có một cái đồ đo nhiệt độ,
chúng ta có thể kiểm tra nhiệt độ của nước thì chúng ta dùng. Chúng ta sẽ kiểm tra nước nó bao nhiêu độ trước khi chúng ta thử. Và đây là nhíp gấp. Nhíp gấp chúng để chúng ta gấp các vật của nó này. Không thôi, thời đi kèm nó sẽ có cái hướng dẫn để sử dụng cho cái con HT này. Thì ở trong này nó có hướng dẫn chúng ta cách lắp đặt các món như thế nào. Ở trong bao gồm đầy đủ một cái catalog. Đây, hãng có chụp hình một cái màu đen. Có thể hướng dẫn chúng ta để lắp dễ dàng hơn. Và đây là hướng dẫn sử dụng. Đây là sơ qua cho các bạn chúng ta thử. Thì khi chúng ta gắn bộ kit vào rồi thì các bạn thấy có khối lượng sẽ âm, nó sẽ dương lên. Dương là của cái cây này. Bây giờ chúng ta trừ bị nó đi. Khi chúng ta trừ bị đi xong thì chúng ta có thể tùy theo cái vật của khách hàng người ta cân, người ta muốn xác định cái tỷ trọng nó khoảng bao nhiêu. Bây giờ tôi sẽ lấy cái vật. Bây giờ tôi sẽ giả sử tôi sẽ lấy một cái mảnh kim loại ha. Tôi sẽ đặt cái mảnh kim loại này vào bên trong con khô. Tôi sẽ thử qua khô trước để các bạn có thể kéo cái tính ở trên ra. Rồi các bạn cần khô thì bạn cần trên này rồi bỏ cái vật lên. Sau khi tôi bỏ mấy chị lên, chúng ta sẽ nhấn set. Bây giờ cần tự tính toán. Bạn để cái in. Ok. Sau đó tôi sẽ gấp miếng chì này ra. Bây giờ tôi sẽ bỏ bên dưới của cái tỷ trọng này. Đây, bỏ bên dưới này. Khi các bạn đầy ổn xong, các bạn có thể nhấn set, con sẽ tự tính toán đây ra tỷ trọng. Các bạn có thể nhấn set để kiểm tra, nhấn function đây là sẽ tính toán. Hàm lượng của con cách chúng ta cần tỷ trọng của cái cân T21. Cảm ơn các bạn.